Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em ha. Thì hôm nay mình đến làng Hoa Sa Đéc thì mình chia sẻ về một cái vườn cúc mâm xôi đang được cháy ở làng Hoa Sa Đéc nha quý cô chú anh chị em. Thời điểm này thì vào ngày 14 của tháng 12 rồi. Thì vườn này đã có số lượng bán sỉ và lẻ đã gần hết rồi quý anh chị em, hầu như là 80%. Hiện tại những cái màu mới này năm nay rất là trend, rất là hot luôn. Hôm nay mình tiếp tục đến chia sẻ vườn cho quý cô chú anh chị em mình xem, và nếu như năm tới có điều kiện quý anh chị em mình cứ lại địa điểm này ha. Mình sẽ tận mắt và lựa chọn những cái chậu cúc mâm xôi màu mới nha quý cô chú anh chị em. So với màu vàng thì khá là lâu rồi, những cái màu mới này năm nay rất là trend, và đặc biệt thì vườn sản xuất cái số lượng khá là nhiều, và lô này đã được những cái chủ nhân đã lựa chọn hết rồi, đa số là còn lại hầu như là cũng không còn nhiều. Vườn này theo như thống kê tầm bán tầm khoảng bao nhiêu chậu hả chị? À, mình phỏng phỏng là bao nhiêu phần trăm rồi? Chị Nam, một năm rồi chị anh hỏi là bao nhiêu phần bán được bao nhiêu phần trăm rồi? Nói có nhiều lắm anh ơi. À, cái số lượng còn lại chắc cũng không còn nhiều hả chị? Không, ngày bán dữ lắm, nhiều luôn rồi. À, cái này năm màu không chị? Năm màu. Màu đỏ nè, rồi màu vàng, màu cam, màu hồng. Quá đẹp luôn quý cô chú anh chị em. À, so với thị trường vào đúng ngày dịp Tết Nguyên Đán á, thì vườn hình như là có vẻ là nở sớm hơn so với Tết. Nhưng mà thời điểm này thì một số quý cô chú anh chị em và cả nhà giống như là kiểu mình ăn Tết sớm đó quý anh chị em. Lúc nào cũng vậy, mình chuẩn bị cho cái nguồn kiển nhà mình nó dồi dào vào những ngày cuối năm á, để cho cái nhà mình thêm khang trang á. Thì những cái lô này đã được chốt hết rồi. Đó, phải nói một cái màu đỏ rực cháy luôn. Đó quý anh chị em mình thấy nè, có cái hàng ngoài kia thì một chủ nhân đã lựa khá là nhiều màu, rất là bắt mắt luôn. Thì thường mình đến đây thì đa số là quý chị em là công nhân nên cũng chưa biết về cái thông tin nhiều. Đó, cái này là màu cam nè quý cô chú anh chị em. Cái màu này là màu cam mà pha lẫn cái một cái màu, nói chung là mình cũng rất là ấn tượng ở chỗ những cái màu này nè, quá đẹp luôn, cực kỳ ha. Đây là cái màu tím, là cái màu hồng của năm nay nè đó. Còn đây là một cái màu tím tím đậm luôn, tím mà pha lẫn hơi màu đỏ, quá trời đẹp luôn, rực cháy ha. Một cái khu vườn phải nói tuyệt vời. Mấy chị đang lượt lại những cái lô nào mà bán rồi á thì mình để riêng, còn những cái lô nào mà mình chưa bán á thì khách lại thì có để mà biết những cái lô nào chưa bán mình bán. Hầu như là 80% là đã bán rồi quý cô chú anh chị em, phải nói quá đẹp luôn. Lúc này là mình dồn hàng là hả chị? Dồn hàng. À, đặc biệt á, thì vườn có một số chậu pha lẫn hai màu vô nè, xen hai màu, màu đỏ và màu tím á, màu tím hồng á. Ai gọi màu tím, còn có cô chú anh chị thì gọi màu hồng. Khá là sơm quý anh chị em, phải nói màu này rất là sáng á. Nhưng mà mình thích nhất là màu nào cũng có trong nhà hết, màu vàng, màu tím, màu hồng, màu đỏ, màu cam, mỗi thứ màu á. Một số nó trống vàng hết trơn luôn. Cái này nó nở rất là lâu nha quý anh chị em, nở rất là lâu tàn nha. À, kéo dài chắc cũng tầm cả tháng á. Thì thời điểm này 14 rồi, còn có 15 ngày nữa là Tết rồi, nên mình cũng kịp ha, và dư luôn. Quá đẹp luôn quý cô bác anh chị. Nãy giờ khách tới mua lẻ cũng rất là nhiều nha quý anh chị em, mình có thể có điều kiện mình đến đây mình ôm những chậu này về, còn ở xa thì cũng bó tay quý anh chị em, do những cái chậu này không có ship xa được, nhà vườn không có ship nha quý anh chị em, nào đến vườn thì mình lựa chọn nha. Quá mê mẩn luôn. Ở bên kia mấy cái chậu
cúc vàng cũng đang được những cái vị khách đang tới để chào hỏi giá của anh chị em. Và tiếp tục mình đến một cái địa điểm của nhà vườn của chị Minh Dương nha. Thì lô này thì giải anh Thảo anh chị em, đang phun bông rực rỡ. Lô này tầm khoảng vài ngàn chậu quý cô chú anh chị em. Đang phun sắc rực rỡ thì giá dao động tại vườn từ 19 cho tới 30 ngàn một chậu. Đó, quý anh chị em nào có điều kiện về làng Qua Sa Đéc thì mình sở hữu những lô này để mình ra lô mình bán với cô chú anh chị. Trang trí những cái khuôn viên nhà ha, dải anh Thảo phải nói rất là nhiều màu luôn. So với vàng cúc mâm xôi bận gọn thì dải anh Thảo này phải nói là cũng đang rực cháy luôn, khá là nhiều màu, có rất là nhiều màu để mà mình lựa chọn nha. Rất đẹp luôn quý cô chú anh chị. Thì vào những ngày cận Tết đó thì nhộn nhịp của những cái giống hoa kiển thì được thương lái và quý cô chú anh chị em mình trao đổi để mà mình đem về mình trưng bày, mình trang trí, mình bán ha. Thì đây là một trong những cái nguồn hoa kiển phải nói rất là đẹp, quá tuyệt vời quý anh chị em. Đây là cát tường nè, cát tường thì mình thấy màu tím viền trắng á. Thì cũng tại vườn sỉ quý anh chị em, mình lấy tầm khoảng vài chục ngàn một chậu á. Đây là màu hồng à. Đây cát tường. Trên 30.000 một chậu quý anh chị em. Thì tùy theo cái cây, cái kích thước lớn nhỏ nha. Thì quý cô chú anh chị em mình về làng Qua Sa Đéc sẽ tìm được một cái nguồn sỉ hợp lý cho quý cô chú anh chị em mình. Có cái hoa này nó nở sớm rồi quý anh chị em. Thì cát tường thì có cái màu trắng viền tím và màu trắng viền hồng, nó hai loại quý anh chị em. Lô này nó lên chung một máy á. Mỗi một chậu như thế này thì sỉ là 35.000, cũng giá rất là mềm quý anh chị em. Và đây dải anh Thảo phải nói cực kỳ đẹp luôn, quá tuyệt vời ha. Thì quý cô chú anh chị em mình xem kênh thì nếu như mà yêu thích và muốn nhập sỉ cái lô này hoặc là cát tường thì cứ liên hệ ở chỗ nhà vườn, và mình sẽ ghim cái số điện thoại của nhà vườn cho quý cô chú anh chị em mình để tiếp sức cho cái lô này nha. Lô này lên rất là đẹp. Thì cái dòng dải anh Thảo này quý anh chị em mình trồng hoa quanh năm, và đặc biệt là nó cũng rất là bền nha. Hết cái đợt hoa này nó sẽ lên một cái đợt hoa khác rực rỡ luôn. Đó, làm theo luống quý anh chị em, mỗi một luống là một màu à. Nhìn giống như ở những cái xứ châu Âu á, những cái bên châu Âu mà những cái vườn hoa giống như mình ngợi, giống như là hoa tulip á, nó có luống hết, cực kỳ. Màu trước là màu kem quý anh chị em, màu hồng, màu đỏ, quá đẹp luôn rồi, cực kỳ. À, tí xíu nữa mình sẽ chụp cái biển hiệu cho quý cô chú anh chị em mình và để số điện thoại ha. Quý anh chị em nào cần thì cứ về làng Qua Sa Đéc hoặc là liên hệ trực tiếp với Pháp Thái để Pháp Thái chia sẻ về cái số điện thoại cho quý cô chú anh chị em mình liên hệ nha. Đó, đây là một cái màu màu đỏ đô, màu tím, màu hồng quý anh chị em, màu hồng đậm. Lô cát tường phải nói rất là tuyệt vời ha, nó lên cơi kìa.
bạc ngàn luôn. Đó. Hết biết cái vườn dạ yến thảo rồi. Chị đang đẩy những cái ngoài sao đó vô. Ủa, ở ngoài trước đó bán trống vàng mình rút ngoài sao ra hả chị? Đó, chị chủ vườn nè, quý anh chị em nào mà có điều kiện thì liên hệ trực tiếp với chị, sẽ hướng dẫn về cái địa chỉ cho quý cô chú anh chị em mình đến vườn nha. Đó. Tại vì mấy cái vàng này là ngay mặt tiền khách đi vô người ta lấy trước á quý anh chị em. Chị phải đẩy ở ngoài sao vô để lắp vô cái phần trống đó để mình bán tiếp. Rồi thì hôm nay mình chia sẻ ngắn gọn về hai cái mẫu cây và chia sẻ cho quý cô chú anh chị em về không gian hoa ở làng hoa Sa Đéc. Tại vì mình đi vào vườn mình chia sẻ nên có những cái không gian nó không được nhộn nhịp giống như ở mặt tiền của làng hoa. Mình đây mình vô đây là mình vô gốc để mình chia sẻ cho quý bà con trên kênh mà cần cái nguồn á thì cứ đến vườn nha. Còn những cái clip mà anh em quay á là ở mặt tiền nên cái giá thành nó sẽ đổi khác so với những ở vườn đây. Thì quý anh chị em mình xem cũng phải hiểu ha. Thì mình làm clip á thì có những nơi mà đông quá thì mình thấy nó lu bu nên mình không có ít thường xuyên mình tới. Nên mình vô tận gốc một cái vườn số lượng như thế này nè để quý bà con cô bác của mình có thể trực tiếp đến tận vườn ha. Rồi Pháp Thái Vi chân thành cảm ơn và kính chúc quý cô bác anh chị em nhiều sức khỏe. Mình luôn cập nhật và ra những clip để cho quý cô chú anh chị em mình chiêm ngưỡng hoa và kèm theo đó là cái nguồn để quý cô chú anh chị em mình nhập nha. Hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo ha.